theo nhận định của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Chí Minh, bất động sản cao cấp là phân khúc phát triển mạnh nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh trong quý đầu của năm 2016 và không chỉ xuất hiện các dự án mới tại khu Nam và khu Đông Thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây thì vừa có thêm một dự án căn hộ cao cấp tại quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh vừa được công bố. Ngày 8 tháng 5 2016, công ty cổ phần thương mại Địa ốc Việt Vietcomreal vừa công bố dự án khu căn hộ cao cấp Viva Riverside hai mặt tiền phía tây Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án Viva Riverside tọa lạc tại mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt và mặt tiền đường Gia Phú, phường 3, quận 6, với tầm nhìn thông thoáng, tiếp giáp với các chợ đầu mối lớn của thành phố như chợ Bình Tây, chợ lớn vân vân và nằm sát bên trung tâm thương mại Satra, dự án trọng điểm của quận 6 đã được cấp phép. Đây được coi là vị trí đắc địa với mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt. Tuyến đường đầu tiên được thành phố Hồ Chí Minh thí điểm triển khai hệ thống xe buýt hiện đại BRT đầu tiên trị giá gần 140 triệu đô la Mỹ. Piva Riverside được thiết kế tối ưu nhằm thu được nhiều ánh sáng tự nhiên và khí trời, tạo nên không gian thông thoáng cho từng hành lang trong căn hộ. Bố cục thông minh và khoa học giúp tận dụng được tối đa không gian sinh hoạt, ánh sáng và không khí tự nhiên. Từ cửa sổ mỗi căn hộ có thể ngắm toàn cảnh tứ giác thương mại quận 1, quận 4, quận 5, quận 8 và ngã ba Sài Gòn, kênh tàu hũ, kênh đôi. Dự án còn bao gồm các diện tích nội khu vượt trội như vườn treo Paradise, sảnh đón Aqua Palace, cafe bistro sân thượng, làm tăng thêm tính tiện nghi và chất lượng cho không gian sống. Đợt này, Vietcomreal công bố 292 căn hộ cao cấp thuộc Block A với diện tích 50m2 đến 105m2, 1 đến 3 phòng ngủ. Vietcombank hỗ trợ tín dụng với lãi suất 0% trong năm đầu tiên. Dự kiến quý 2 2018, dự án sẽ hoàn thành và bàn giao cho khách hàng. Trước đó, chủ đầu tư cũng vừa ký kết với một loạt đối tác uy tín cung cấp dịch vụ và quản lý dự án, bao gồm Coopmark, Artelia quản lý dự án, ACC tư vấn giám sát và Cereal và Comparail là đơn vị phân phối dự án Viva Riverside.